cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Ưu điểm của em là siêng năng cần cù, ghét rượu bia và không hút thuốc. Khuyết điểm của em là không thích nấu ăn, biết nấu ăn mà chỉ nấu ăn cho mình, cũng không muốn nấu ăn cho ai. Em thuộc kiểu phụ nữ của gia đình. Ngoài ra thì em cũng kiểu một người có chí tiến thủ. Về điểm yếu thì em hơi thẳng thắn nên là đôi lúc em sẽ làm phật lòng người khác. Em có thích nấu cho người khác không hay em chỉ nấu cho một mình em? Dạ, em nấu cho mọi người. Tưởng em chỉ nấu cho một mình em thì cũng được, tại bên kia cũng chỉ nấu cho một mình ảnh thôi. Hai đứa về là tự nấu tự ăn, không ai phục vụ ai cả. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Dạ. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. À, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Vâng, chào anh Quỳnh Linh và chị MC ạ. Chào cô chú, anh chị em và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1986, quê quán ở Hà Tĩnh. Nay cư trú và định cư làm việc ở Bình Phước. Em làm cán bộ quản lý bảo trì điện máy và nghề tay trái bất động sản. Rồi, bình tĩnh chưa? Dạ. Ngồi xuống, hít hơi thật sâu vô, thở ra. Em bình phước xuống đây đúng không? Dạ. Tôi quản lý về cái mặt đó là quản lý sao? Dạ, em quản lý bên bộ phận điện máy và máy móc ở công ty ạ. Công ty là em quản lý hết? Dạ, dạ. Rồi thời gian lâu đi làm môi giới bất động sản? Dạ, cái đó là nghề tài trợ làm vào thứ bảy chủ nhật ạ. Thứ bảy chủ nhật bán đất? Dạ. Bây giờ ở Bình Phước với ai? Dạ, em hiện tại đang ở Bình Phước với mẹ ạ. Chỉ có hai mẹ con ở một nhà. Dạ. Không có anh em ở chung? Tất cả anh chị em đều ra cửa nhà hết rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Ừ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Như, em năm nay 34 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là một dược sĩ ạ. Hiện nay em làm bán ở nhà thuốc đúng không? Dạ, em làm công ty dược ạ. Em sống và em làm việc ở đây là ở với ai? Dạ, em ở trọ. Ở một mình thôi hả? Dạ. Thí dụ giờ về Bình Phước làm dâu được không em gái? Dạ, em không ngại làm dâu anh Linh. Được. Ưu điểm, khuyết điểm là của mình là gì em trai? Ưu điểm của em là siêng năng cần cù, ghét rượu bia và không hút thuốc. Khuyết điểm của em là không thích nấu ăn, biết nấu ăn mà chỉ nấu ăn cho mình, cũng không muốn nấu ăn cho ai. Nữa là giờ về cũng không nấu ăn cho vợ luôn, vợ nấu ăn cho em mới được đúng không? Dạ, lúc đó thì có thể là một người, một công việc thì có thể là có. À, thôi mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét thì em là một người chịu khó, chu đáo, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Em thuộc kiểu phụ nữ của gia đình. Ngoài ra thì em cũng kiểu một người có chí tiến thủ. Về điểm yếu thì em khá thẳng, em hơi thẳng thắn nên là đôi lúc em sẽ làm phật lòng người khác. Ngoài ra thì cũng hay suy nghĩ cho người khác đó, nên là đôi lúc mình sẽ nhận những cái phần thiệt thòi về cho bản thân mình đó. Em nấu ăn được không? Dạ được ạ. Em có thích nấu cho người khác không hay em chỉ nấu cho một mình em? Dạ, em nấu cho mọi người. Tưởng em chỉ nấu cho một mình em thì cũng được, tại bên kia cũng chỉ nấu cho một mình ảnh thôi. Hai đứa về là tự nấu tự ăn, không ai phục vụ ai cả. Có vợ là phải nấu cho vợ ăn nha em. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Vừa làm việc này thì mình phải làm việc khác, giặt rau rồi là làm cái này cái kia. Ừ, nhưng mà em có thích nấu cho vợ ăn không? Dạ có. À, nói không nữa là mệt rồi. Đường tình duyên sao nè? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là bé đó là có bầu với người ta, mà em cũng vì tình thương bình thường em cũng đưa về nhà ra mắt với gia đình. Mẹ và anh chị không đồng ý, cũng vì thương bé đó quá đã đem lòng yêu gọi là mối tình đầu luôn. Anh hãy hỏi lại nha. Dạ. Bé không có thai với người khác. Dạ. Lâu chưa vậy? Dạ cũng cái đây là 8-9 năm rồi. Lâu quá rồi hả? Dạ. Thương bé quá đưa về luôn. Dạ thương bé quá. Tức là bé người yêu mối tình người khác. Mối tình đầu. Mối tình đầu của em. Dạ. Là có thai với người khác. Dạ. Rồi sao chia tay? Vì không có gì cả mà người đó tự dưng ôm con bỏ đi rồi đi luôn. Không một câu giả từ, gọi điện cũng không bốc máy, cũng đi tìm chỗ này chỗ kia rồi gọi là níu kéo 2-3 lần không được thì cho đi luôn. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là người đó làm giáo viên, cùng yêu nhau 2 năm vì là yêu xa, người đó không chấp nhận và chặn hết Facebook, Zalo và số điện thoại.
Sao trắc trở vậy? Rồi mối tình thứ ba. Dạ, mối tình thứ ba thì cũng quen nhau còn mấy tháng thì người đó thì không quen rồi thì chặn luôn. Ai chặn? Người bên kia. Sao ai cũng chặn em hết trơn vậy? Mà ai cũng đang quen cái không quen nữa vậy? Dạ, không biết số phận lận đận sao, không biết anh chị ạ. Đời trai em lận đận quá hả? Dạ. Nói chung em vui thì em cũng cười, mà buồn em cũng cười. Lúc nào em cũng cười. Dạ. Người ta thường là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Dạ. Lúc nào cũng cười vậy đó? Dạ. Anh là buồn thúi ruột mà em nghe nói anh cũng cười. Rồi ế mấy năm rồi? Dạ, cũng ế được 2-3 năm rồi. 2-3 năm mà lâu. Trời dạ. 2-3 năm nay không có cua ai trơn luôn hả? Tôi tưởng 8-9 năm rồi. Dạ, không cua được ạ. Dạ. Không cua được, được hả? Được sao vậy? Sao vậy? Sao mà không cua được? Em có tỏ tình với ai không? Có tỏ tình mà không được. Có tỏ tình mà không được. Tỏ sao? Tình sao? Em có lấy anh không? Từ lúc đó người ta bye bye luôn. Từ lúc đó người ta bye bye luôn. Tại vì người thật việc thật mà. Ừ. Dạ. Anh hiểu rồi. Nãy giờ nghe cái câu chuyện của bạn trai bên kia, em thấy làm sao? Dạ, không thấy sao vậy. Không có sao hả? Dạ. Đường tình duyên em sao? Có lận đận gì bên kia không? Em thì chỉ có một mối tình. Dạ. Mối tình cách đây cũng lâu rồi. Lúc đó là thời đi học. Sau khi đi học ra thì tụi em đi làm nên là bị yêu xa. Do đó nên cũng có những cái mâu thuẫn. Sau đó thì tụi em chia tay. Thì cách đây cũng 7-8 năm rồi. Sau đó thì em cũng không có quen ai. Có nghĩa là cũng tìm, nhưng mà có những người mình thích họ nhưng mà không có thích mình. Còn những người mà thích mình thì mình lại không thích họ. Nói chung là cô dược sĩ này thì xinh xắn dễ thương. Đây, bây giờ em muốn có người chồng lý tưởng với một mẫu hình như thế nào? Thì em cũng muốn gặp một người khó tính một chút, nghĩa là người kỹ tính một chút á. Ủa? Dạ, em nghĩ là những người khó tính thì họ sẽ có những cái yêu cầu nhất định. Thì em thích những người đó, vì em cũng có chí cầu tiến, em cũng mong gặp được một người cũng có chí cầu tiến. Là ai lấy chồng cứ muốn người dễ tính, cô lại lấy chồng muốn người khó tính. Cũng hay đó. Không hay đâu, thật ra lấy người chồng khó tính cũng mệt lắm em. Có nghĩa là khó tính là họ sẽ có những cái yêu cầu vậy đó cho họ, chứ không phải là khó tính họ bắt mình phải làm theo họ. Dạ. Cái này cũng anh nghĩ chắc không ai cao qua khó tính qua em đâu, em là người rất là bản lĩnh. Dạ. Bởi vì nói khó tính câu đó tức đúng là rồi. Cô này cũng nói được câu đó thì cũng phải dữ dội lắm á. Đúng rồi. Bản lĩnh cá tính lắm á. Nhà trai là phải cẩn thận nha, để giờ đi qua. Nhà trai bên kia dễ tính lắm. Ủng hộ tinh thần nhà trai, có khó tính không em? Dạ em cũng trong gia đình trai cũng nói em là khó tính, mà đối với gặp ai em cũng hòa đồng. Giờ mình quen người nó là người thứ tư đó. Bây giờ mình mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn một người phụ nữ là cũng bình thường, biết chăm lo cho gia đình, đối xử nội ngoại ok, biết san sẻ, gọi là chia sẻ lẫn nhau. Ừ. Rồi có mong muốn ngoại hình như thế nào không? Chứ ngoại hình thì cũng bình thường. Bình thường. Thôi bây giờ thôi mình người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với các bạn cùng trọ và đồng nghiệp của đó. Em ạ. Rồi, chào các bạn. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Chào em. Chào nhà trai cùng tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên cho em nhận xét một xíu về ngoại hình á, thì bạn trai này rất là sáng láng nha, hay cười. Ánh mắt của bạn cũng nhiều cái ngại ngùng. Thì về ngoại hình em nghĩ là phù hợp với chị Như lắm. Còn về mặt tính cách thì hồi nãy giờ mà qua cái cách nói chuyện của bạn trai, qua cách bạn kể về những cái mối tình đó, thì thấy bạn là một người rất là chất phác, chân thật. Mình có thể tin bạn này, bạn trai vẫn đang ở với mẹ, thì em nghĩ chắc là bạn cũng sẽ rất là hiếu thảo. Em nghĩ là để mà hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có. Thì mình sẽ cho nhau thêm cái cơ hội tìm hiểu. Những cái yếu tố mà nãy giờ em chia sẻ là em thấy có phù hợp với chị Như rồi đó. Mình cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Biết đâu đây sẽ là cái chân ái của cuộc đời mình. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em và em gái. Dạ chào nhà trai. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 75 tuổi. Cô có mấy trai mấy gái? Cô được 2 trai 3 gái. Là vì đối với con trai của ba, bây giờ ở với ba một mình. Ba cũng nhiều khi buồn. Bây giờ đến đây thì sung sướng nhất là nhờ cả con giúp đỡ cho em được đôi vợ chồng hạnh phúc tốt. Cái ước mơ của ba là có được người dâu chân thật, trong mà nay hai con được sống với nhau được tốt, hạnh phúc tốt. Nói chung là con dâu được vui vẻ, là ba rất mừng. Dạ. Cảm ơn cả con. Rồi. Cảm ơn bà. Thôi mở rào thôi, để hai bạn trẻ gặp mặt đi rồi coi sao nha. Mở rào. Đứng lên sẵn đây nào, mở rào xong là nhảy qua liền luôn. Dạ, anh tặng cho em. Dạ, cảm ơn ạ. Anh tặng cho em một nụ hoa.
Đây là nụ hoa là hy vọng của anh, yeah. Tâm chân tình của anh, yeah. Cùng em đi suốt cuộc đời này nếu em cho anh cơ hội. Em cảm ơn. Dạ. Thì em tặng anh một cuốn sách. Em cũng hy vọng là sau khi đọc cuốn sách này thì anh có thể hiểu hơn được mình và cả phái nữ, để có thể cải thiện hơn các mối quan hệ của anh đối với các bạn nữ. Dạ. Cảm ơn. Tặng cuốn sách để hiểu hơn về phái nam là mệt lắm nha. Rồi hai bạn nói chuyện đi. Thì bạn gái cũng nhìn hiền. Dạ. Ngoại hình của anh thì em thấy nó cũng khác so với nãy giờ em tưởng tượng. Dạ. Hồi nãy em nghe mà quay anh là con thứ mấy trong nhà? Gia đình của anh có 5 anh chị em, anh là con thứ 4. Nói chung anh vào đây tự lập, vào đây học sinh viên á, vừa học vừa làm, rồi mua đất xây nhà, ở nhà một mình một thời gian này, mới dần mẹ vào đây có 8-9 năm. À, dạ. Anh tự lập mua được 2.000 đất rồi. Giỏi quá. Bây giờ hiện tại anh đang ở Bình Phước à? Anh đang ở thị xã Kinh Tây Bình Phước. Đó, cái dạ. Chuyện hẹn hò sao đó? Dạ. Khoảng cách đó em thì đang sống ở Hồ Chí Minh thì không biết thời gian của anh như thế nào ta? Nếu em cho anh cơ hội thì anh có thể gặp em là thứ bảy hoặc chủ nhật, yeah. Có thể là tuần một lần. Nếu anh bận thời gian còn về công việc thì có thể tuần hai lần vì anh làm bên bất động sản. Yeah. Bất động sản mùa này nó cũng đứng rồi, bán cũng khó lắm. Đầu năm cũng làm được 2 nền rồi anh. 2 nền rồi đó hả? Yeah. Trời ơi, cũng hay quá ha. Không biết là quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào ta? Quan điểm của anh, anh cần một người vợ hiền, thương yêu gia đình, thương yêu chồng, đối nội đối ngoại tốt, biết chia sẻ, giàu nghèo thì làm việc cùng nhau đi lên. Phải là cho anh cơ hội thì về với anh. Kinh tế thì em nắm kinh tế, vì tại vì anh làm ra tiền mà anh không giữ được tiền. Anh làm ra tiền mà anh không giữ được tiền. Tiền vô 2 miếng đất đó. Tiền vô 2 miếng đất đó. À đúng rồi. 2 miếng đất đó là khởi nghiệp của em. Đi học sinh viên mua được 1 miếng đất và xây nhà. Sau này đi làm bất động sản mua thêm 1 miếng nữa. Nói chung là dồn tiền mua đất hết rồi. Ừ. Bây giờ có đủ tiền lấy vợ không? Dạ đủ. Rồi đủ tiền nuôi vợ, nuôi con không? Dạ đủ. Đủ ha? Đó. Rồi bây giờ tiến tới cô gái nói thêm gì nữa đi. Nào em bước tới đi Nam. Em cho anh nắm tay em. Dạ. Ừ. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện Nam thấy cô gái sao, tính tình sao? Rồi trái tim mình có nhúc nhích rung rinh gì không? Em cũng dễ thương. Em nắm tay anh có rung không? Dạ không. Anh cũng vậy. Dạ. Anh thì người thật việc thật. Có sao nói vậy? Người ta từng nói là sự thật em mất lòng em. Anh thấy em thì cũng mến em. Ừ. Em cho anh cơ hội. Hát tặng cô đó một bài đi. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này. Trọn đời xuân kiếp sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Trái tim anh chia làm 2 nửa. Nửa đó cho đời và nửa cho em. Nửa cho em là tình yêu vĩnh cửu. Nửa cho đời là sống để yêu em. Anh mong được như vậy. Rồi, để bây giờ ta cứ bấm đi. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui, có thể đùa chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, đưa ra quyết định chính xác. Nếu chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải của mình rồi, không có cơ hội, cũng không có gì để ấy, thì thôi, đừng bấm nút. Hãy sống thật với lòng mình. Chuẩn bị. 1. Hai. Ba. Rồi. Cô gái không bấm. Không có những cái cảm xúc nào từ cô gái cả, đúng không em? Dạ. Em cần điều gì ở người đàn ông này, em có thể góp một cái ý kiến. Đúng rồi. Em cũng biết là để tạo dựng được một cái sự nghiệp thì chắc chắn là bạn cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng phải rất là bản lĩnh. Tuy nhiên thì trong quá trình nói chuyện thì em mong muốn có một cái sự bản lĩnh mà em có thể nể phục hơn á. Thì em chưa thấy được điều đó. Anh có thể là rất là cố gắng. Tuy nhiên thì cái người mà em mong muốn có thể là người khác, chứ không phải là anh không có ok. Đúng, dạ. Tức là không hợp với những, dạ, gì em mong muốn thôi. Dạ, dạ. Có thể hợp với những nhiều người khác. Dạ. Em trai có một chút tiếc nuối gì không? Anh cũng nói rồi, em dễ thương.
em cho anh cười thì tốt, không thì mình làm bạn. Dạ. Bắt tay nhau đi. Dạ. Chị nghĩ là bạn trai sẽ có nhiều cơ hội để mà thể hiện cái bản lĩnh của mình cho bạn gái thấy, tại vì cái thời gian ở trên đây chúng ta rất là ít, đa số là chúng ta sẽ tập trung nói về cái cảm xúc, nói về cái tình cảm, mà cái chuyện đó thì cái người mà không có giỏi ăn nói á, thì họ sẽ không thể hiện được. Đó, mà chàng trai đây là một ví dụ. Có thể là chúng ta không hợp với nhau thôi. Dạ. Đơn giản vậy. Tôi tin rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai hợp với cô gái này, và rất nhiều cô gái sẽ hợp với chàng trai này. Hãy gửi thông tin về chúng tôi để chúng ta cùng bấm nút quý vị nhé. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép phù hợp với mình. Dạ. Đây. Bây giờ mình tên là Lâm Thanh Phương. Mình sinh năm 1981. Hiện tại công việc của mình là giáo viên. Mình giảng dạy và công tác ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ha. Quê quán của mình là mình quê ở Bến Tre. Mình đi làm ở quận 7. Anh đang ở quận 7 luôn hả? Đang ở quận 7. Là nhà thuê hả anh, hay là nhà của mình luôn hả? Mình ở nhà thuê. Anh ơi, anh là giáo viên về cái gì ạ? Anh là bên giáo viên về bên thể dục. Thể dục hả? Dạ, rồi. Anh cho em hỏi thêm xíu ha, rồi cái mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ là bao nhiêu ạ? Mức thu nhập của mình hiện tại giờ khoảng 15 triệu đến 17 triệu. 15 tới 17 triệu rồi. Anh ơi, mình làm giáo viên thể dục thì ví dụ như là nếu mà lên chương trình á, anh có nghĩ là mình sẽ thể hiện một cái gì không? Ví dụ ca hát nè, nhưng mà thêm thì là giáo viên thể dục thì mình có một cái bài thể dục gì đó vui vui không anh? Nếu ví dụ lên chương trình này mình làm gì được không? Như vậy vậy cũng cái đó tắt. Thì nói chung là mình cũng xin phép mình cũng đừng có hé đi, tại vì nói chung chưa có sự chuẩn bị, tại vì nay thì không có tại vì cũng biết là chương trình cách tin nhưng mà mình chưa có sự chuẩn bị. Không, ý em nói trước vậy thôi. Ý em nói trước vậy thôi, ví dụ như lên chương trình thì mình thể hiện một vài động tác thể dục nào đó dạy cho MC luôn chẳng thì nó vui đó rồi. Okay. Không có được tự tin dữ. Trời, có gì đâu, vui vẻ thôi mà. Rồi bây giờ anh nói cho em sơ về điểm mạnh điểm yếu mình là gì đi. Điểm mạnh của mình đó là có mình thì nói chung là mình cũng là người thật thà thôi ha. Mình cũng không có nói nhiều thì cũng thẳng tính, đó là cái điểm mạnh của mình. Vậy còn điểm yếu của anh là gì? Mình nói chung á, mình ca hát thì mình ít có đó không có được, cho nên đó là cái điểm yếu của mình. Rồi, không ca hát được là điểm yếu ha. Rồi còn nấu ăn, nấu điểm yếu, ví dụ đối với em thì nghĩ là khi mình ngủ ngáy có những cái tật xấu gì không á? Cái ngủ ngáy thì nói chung là không có, đến thời điểm này thì chưa, mà không biết về sau thì nó không như thế nào thì mình cũng chưa có biết. Tại vì cái thời kỳ thì mình không có nói được. Hiện tại thì mình không có. Còn phần nấu ăn á, thì mình ít, cũng ít có nấu ăn. Tại vì công việc mình đi làm, mình đi về thì nói chung mình còn ở một mình á, cho nên cái vấn đề nấu ăn nó cũng ít xảy ra. Thì mình thường hay ăn tiệm, ăn ở cửa hàng bán nhiều, tại vì có một mình á. Khi nếu mà giả sử như có gia đình thì cái chuyện đó mình nấu ăn là chắc cũng phải xảy ra rồi. Dạ rồi. Hiện tại thì tình trường đi, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đến sâu nữa, cho nên hiện tại thì bây giờ cũng như cái tuổi thì thấy nó cũng lớn rồi, mình cũng như nó ổn định rồi, mình cũng tìm một người bạn nói chung là nó cũng hòa hợp, phù hợp với mình để mình đi về cái thời gian về sau.
Dạ rồi. Anh kể cho em một hai mối tình mà anh cảm thấy ấn tượng nhất đi. Nói chung thì ở trong trường thì ngày xưa mình đi làm thì cũng có nhiều cái bạn cũng có ngỏ ý với mình. Nhưng mà cái lúc đó mình cũng là mình nghĩ rằng mình cũng còn trẻ, mình cũng ham đi chơi đi đâu đó chứ mình cũng chưa nghĩ tới cái chuyện gia đình. Thì đó là nói chung là những cái kỷ niệm mà người ta đóng dành, người ta trân trọng mình. Nhưng mà nói chung mình đã đi tụt cái cơ hội đó rồi. Thì bây giờ nói chung cái đó là cái kỷ niệm mà những cái mối tình mà đẹp của mình. Ý là anh kể chi tiết hơn giúp em được không? Anh quen bạn đó như thế nào, rồi hai người quen nhau ra sao, rồi lý do chia tay á, mình sẽ kể thành câu chuyện luôn á. Không, tại vì cái thời gian quen đó là thực sự là cái người cô đó đã chủ động với mình, cũng tìm hiểu với mình, thì cũng đi quen, cũng đi uống nước, đi cà phê. Nhưng mà tại vì cái lúc đó là mình nghĩ mình chưa có tương lai cho nên mình chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng mà cái thời gian dài quá rồi, cái thời gian đó nó sẽ lắng động trở lại, mình dạng như không có ý định mà kết hôn, tiến tới kết hôn á, do là mình cái kinh tế mình nó chưa có ổn định á, cho nên từ từ rồi cái thời gian thì nó cũng mấy cô cũng có người mới, có gia đình, chứ thực sự là mình lúc đó thì mình cứ nghĩ mình còn trẻ, mình ham vui, mình đi mình muốn trải nghiệm nhiều, chứ còn mình chưa có nghĩ tới chuyện gia đình. Dạ rồi, thì sau cái cô ấy thì anh còn bạn nào nữa không? Anh còn làm quen thì, ai? Thì cũng có quen một cái người bạn ngày xưa cũng ở dưới quê, thì lên đây đi làm thì mình cũng có quen một cái thời gian. Thì nói chung thì do cái tính cách bạn ấy là cũng công nhân thôi, mình thì là giáo viên, nhưng mà cái tính cách giữa hai người nó không có hợp nhau. Cái người đó cái tính thì nó hay kiêu căng, nó hay nóng nảy, còn mình thì nói chung mình cũng muốn ôn hòa. Nhưng mà có nhiều cái khía cạnh nó không có được mà theo ý muốn của mình, thì mình chỉ làm bạn một cái thời gian thì cũng được 2 năm, nhưng mà sau đó thì mình thấy không có phù hợp đó. Cho nên mình từ từ mình cũng không có tiến tới, cho nên cô ấy sau này cũng có đi tìm người bạn, cũng có tiến tới gia đình. Dạ rồi. Vậy thì bây giờ anh đã ế bao lâu rồi ạ? Thực sự mà nói thật sự ế cũng nay cũng nhiều năm rồi, cũng phải tên 5 năm rồi. Tại vì lúc đó mình nghĩ mình chia tay thôi rồi cũng như công việc thôi. Còn bây giờ thì mình thấy mình thời gian thì nói chung cũng lớn rồi. Mình cũng thấy hơi buồn vì thời gian vì công việc thì cũng nhiều. Tại vì đi dạy đi làm thì cũng nhiều rồi, tới giờ những lúc mà buồn á, cho nên thấy cũng hơi thiếu. Cho nên mình cũng muốn lên chương trình mình kết bạn, mình tìm bạn để có một cái người mà hiểu mình, quan tâm, chia sẻ, nói chung đi về những cái vấn đề về sau, về cuộc sống, về sau, tương lai. Dạ, rồi bây giờ vậy thì nếu mà tới với chương trình đó, anh mong muốn bạn gái của anh như thế nào nè, anh cho em ví dụ đi, ví dụ ngoại hình nha, chiều cao. Nói anh chung muốn là chiều cao cái ngoại hình thì cũng nói chung là cũng ưa nhìn thôi, nó cũng tươi vui là được rồi. Về cái ngoài cái chiều cao thì tại vì anh thì nó anh tới 1m75, tại vì anh hơi cao một chút đó, anh muốn tìm một người phụ nữ mà khoảng cao 1m68, rồi đó là nó cân đối, ngoại hình cân đối thôi. Khuôn mặt thì tươi vui cũng được rồi, nó phù hợp với giả sử như hai người đó, cũng như nó vừa tầm, chứ không phải là một người mà như anh thì cũng hơi cao cao đi ha, mà một người thấp quá thì nó không được, nhìn nó không có cân xứng. Dạ rồi, một ngoại hình là nói chung là lùn không rồi, mập mập tròn tròn được không? Nói chung là nó cũng vừa người thôi, tại vì anh thì cũng nói chung cũng hơi vừa, nói chung cũng không có không phải là mập mà cũng không phải là ốm nữa, cho nên mình cũng tìm những người cân đối thôi. Dạ rồi, vậy thì bây giờ quê quán nè, anh đang muốn bạn ấy ở đâu? Nếu mà bạn này ở thành phố Hồ Chí Minh thì công tác ở đây thì cũng tốt. Hoặc là nếu mà quê có ở quê thì nói chung là người miền Tây thì anh làm quê ở Bến Tre thì anh tìm người miền Tây thì nó cũng là điều kiện tốt thôi. Dạ rồi. Dễ gặp tuổi hơn. Dạ rồi, còn tuổi tác thì như thế nào? Anh cho em một con số nhất định đi, bằng tuổi anh, lớn anh 2-3 tuổi hoặc là nhỏ anh khoảng bao nhiêu? Từ khoảng tầm 30 cho đến 50 không chẳng hạn vậy đó. À nếu mà được thì từ 27 đến 32, tính 32 ở đó thôi em. Từ 27 tới 32 khoảng tuổi đó nó cũng được, tại vì mình thì nam thì mình lớn hơn vài tuổi
không sao, anh nghĩ vậy. Ý là từ 27 cho đến bằng tuổi anh được không? Có thể là 35 đi, 35 thì tới 35 thôi chứ đừng, tại vì nói chung là phụ nữ thì về nhìn thì thấy nếu mà được trẻ một chút thì nó về sau này sinh con cái thì nó dễ hơn, tại vì anh thì nam thì nói chung anh chỉ là cái đúng không? Ừ. À, vậy thì ví dụ như là cỡ khoảng bắt đầu là từ 30, từ 27 đến 35 là đa số phụ nữ là họ đã có thể là có vài phụ nữ họ đã lập gia đình rồi và có con á, mà họ ly hôn á, anh có chịu được không? Anh có cái chấp nhận cái chuyện này thì mình cũng rất mong chương trình để tìm những người, mà nói chung là mình cũng muốn là cũng như bạn cũng như chưa từng kết hôn, chứ còn nếu mà đã đổ vỡ đi rồi thì khi có con người đó sau này nó có nhiều cái chuyện nó phiền phức nó xảy ra mình không có muốn, tại vì mình cũng thực sự mình chưa có gia đình, chỉ dạ. qua là mình từng đổ vỡ gia đình. Dạ rồi. Còn nghề nghiệp thì anh mong muốn bạn gái như thế nào nè? Nói chung là cái nghề nghiệp thì chỉ cần cái người mà nói chung là làm được công việc nó phù hợp thôi, không có đòi hỏi là cái người đó là phải là ở công việc gì tốt hay là không có cần đòi hỏi quá, nói chung là chỉ làm việc nói chung là cũng bình thường cũng được. Dạ rồi, là công việc ổn định đúng không? Ổn định thôi, đúng rồi, cần cái ổn định thôi. Dạ rồi, ok. Cần quan tâm đến gia đình thôi chứ còn không có đòi hỏi người đó quá cao về cái vấn đề mà nghề nghiệp. Dạ rồi, ok. Nếu mà được giáo viên như anh thì nó cũng được nữa, tại vì giáo viên như anh gì thì nó sẽ hiểu hơn nữa, nó càng tốt cho anh nữa. Dạ ok ha. Rồi dạ. Bây giờ đây chỉ một buổi casting bản quyền hò thôi, thì ví dụ được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ rồi, rồi cảm ơn chương trình. Dạ. Cho nên là mình cứ vui vẻ thoải mái chủ động chia sẻ nha. Đầu tiên là mời anh giới thiệu về bản thân mình trước nha, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Rồi mời anh nha. Dạ em chào anh chị ạ, em tên là Quỳnh Linh Phong, em sinh ngày 26/6/1995, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Vĩnh Long, quê quán em ở An Giang. Nghề nghiệp của em hiện tại em là bếp trưởng của nhà hàng Paris 1987. Tình trạng của em là em tháng qua thì vợ có một đứa con 2 tuổi. Con mẹ bé nuôi, em du khách hàng tháng. Em là quê ở An Giang hả? Dạ đúng rồi. À rồi, em đang làm bếp trưởng luôn, là làm tại Vĩnh Long. Dạ. Ừ, em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Dạ, dao động một tháng 12-15 triệu. Rồi 12-15 triệu, chà, mới sinh năm 95 mà cũng có một lần đò rồi hả? Là kể chị nghe cái câu chuyện hôn nhân trước đó của em coi. Dạ em cứ em cặp gia đình năm 2018 rồi em với vợ em ly dị lúc con em hơn 1 tháng tuổi. Ừ, ở với nhau được bao lâu, lý do vì sao mà ly hôn em? Dạ em với vợ em ở với nhau hơn 2 năm, lý do là mâu thuẫn trong cái cách sống, cái suy nghĩ, cái công việc của em mà thường mình đi làm thai, cho nên là có nhiều cái mâu thuẫn của hai bên không giải quyết được đi đến. Coi như là vợ em ghen quá hay sao? Dạ không, dạ anh có người khác. À, là em phát hiện ra hay như thế nào? Dạ em phát hiện. Là em phát hiện qua tin nhắn em về em gặp mặt trực tiếp hay như thế nào? Dạ tin nhắn. Rồi lúc đó là em quyết định ly hôn hay là có níu kéo gì không? Dạ có ly hôn thì em cần. Là coi như ly dị cách đây được bao lâu rồi? Dạ nhưng mà tính luôn bắt đầu ly thân đó là 2 năm, còn ly dị chắc khoảng 6 tháng đó chị. Bao nhiêu tháng ly hôn được bao nhiêu? Dạ khoảng 5-6 tháng đó chị. À là mới 5-6 tháng, nhưng mà trước đó là thời gian ly thân là bao lâu? Dạ thì ly thân là hơn lâu 1.5 năm. À ly thân 1.5 năm rồi chính thức ly hôn là 5-6 tháng nay. Dạ. Rồi ok, vậy thì sau bây giờ con em và con trai hai gái được bao nhiêu tuổi, đang ở với ai? Dạ con em và con trai được hơn 2 tuổi đang ở với mẹ, em chu cấp hai tiền. Sau đó thì em lên đây em làm, em có tìm hiểu ai khác không? Dạ không. Rồi bây giờ em nói một xíu đi Phong, về bản thân em á, và em có những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái tài lẻ như thế nào ha? Dạ, điểm mạnh của em thì em cậu biết là biết nấu ăn này, em kiểu như là em không có tập tính, kiểu như sống thì hướng nội mà em tập tính. Điểm yếu của em là em thường im lặng, kiểu mà như là em nóng mà là em buồn là em im lặng chứ em không có nói chuyện.
Ừ. Điểm mạnh ấy thì mạnh em lại em không có kiểu như em không có thích nước với thằng bạn nè, cũng không muốn cà phê, không muốn có chơi pizza, cũng kiểu mà em không có cầm quán luôn, cái thời gian em cùng mà em tập trung vô công việc hết, cái em không có uống cà phê hay là thằng bạn hay chơi game. Còn cái chỗ mà em muốn tìm hiểu á, thì em mong là lớn tuổi hơn em khoảng 2 tuổi, 3 tuổi hoặc là nhỏ hơn 1 tuổi. Nếu mà người đã có gia đình rồi có con thì càng tốt. Lớn hơn mình 1-2 tuổi vẫn ok ha. Cùng hoàn cảnh có con thì càng tốt rồi. Bên nhưng mà người này là đang ở đâu thì được em? Dạ là, dạ nếu mà em chọn thì lấy vòng vòng, nếu mà gần em thì càng tốt, còn xa hơn thì khoảng thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những vùng lân cận chứ xa quá. Nói chung là Sài Gòn hoặc là khu vực miền Tây ha. Dạ. Rồi còn yêu cầu đặc biệt gì ở cô này nữa không? Dạ thì em cứ kiểu như em có hoàn cảnh giống như em thì dễ thông hiểu hơn, chứ em cũng không giống nghĩ tới con gái này. Nói chung là cùng hoàn cảnh thì cái các thứ là được ha. Rồi, ok. Em coi như có biết ca hát này kia các thứ gì không? Dạ không gì. À, coi như là chỉ biết nấu nướng bếp núc này kia thôi. Dạ. Rồi, có ai nói em là già hơn so với tuổi không? Nhìn em đâu có ai biết em 95 đâu đúng không? Dạ, già hơn. Ta nói em nhìn em già. Rồi ok, nhưng mà mình phải chuẩn bị thêm cái tiết mục gì đó để mà lên gặp bạn gái còn tỏ tình này kia các thứ ha. Nhưng mà hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho em cũng như là có biên tập trao đổi thêm về nội dung với em nha. Rồi ok, cảm ơn Phong nha. Dạ, cảm ơn.